Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính ma túy, nợ ngập đầu, Vietnam Airlines vẫn được tổng bảo kê làm thương vụ lớn. Nhớ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mỹ Biden sang thăm Việt Nam, mà hãng hàng không Vietnam Airlines đã có cơ hội ký một văn bản thỏa thuận ghi nhớ trị giá tới 10 tỷ đô la để mua 50 tàu bay của hãng Boeing. Bất chấp những năm qua, Vietnam Airlines làm ăn thua lỗ triền miên, tiếp viên thì vận chuyển cả ma túy ở Việt Nam và ở nước ngoài. Thậm chí phi công cũng chơi ma túy. Đây là điều rất nguy hiểm. Trước đây khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam vào năm 2019, ông Trịnh Văn Quyết, ông chủ của hãng Bamboo Airways cũng đã ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787 trị giá gần 3 tỷ đô la với tập đoàn Boeing của Mỹ. Tuy nhiên sau đó ông Quyết bị ngồi tù, còn Bamboo Airways thì phải vật lộn để tồn tại mà không xong. Nói gì đến việc mua máy bay để mà mở rộng hoạt động đây. Hãng bay Vietnam Airlines là hãng bay nhà nước, tuy dưới danh nghĩa là công ty cổ phần, nhưng nhà nước chiếm tới 86% cổ phần. Vietnam Airlines cũng như EVN đều là công ty không thể phá sản. Cho nên với việc ký văn bản ghi nhớ thì có khả năng cao là sẽ tiến tới cái hợp đồng chính thức. Nếu là doanh nghiệp tư nhân để nhân viên buôn ma túy khắp nơi, để phi công chơi ma túy thì và buôn lậu, thì công ty đó đã phá sản từ rất lâu, chứ không thể tồn tại đến cho ngày nay. Những công ty nhà nước này khi thua lỗ thì người dân lại còng lưng đóng thuế để trả nợ cho họ. Nhiều năm qua, Vietnam Airlines là doanh nghiệp làm ăn rất bết bát và có nhiều trọng án ở đây về buôn lậu ma túy. Vietnam Airlines là hàng không độc quyền, chuyên chở quan chức Việt Nam đi công du ở nước ngoài. Vì thế, khi cần đến nhu cầu vận tải hành khách do chính sách nhà nước ban ra, thì Vietnam Airlines là hãng bay hưởng lợi nhiều nhất. Được biết, vụ chuyến bay giải cứu là chính sách trục lợi do quan chức cấp trung ương đề ra để hút máu du học sinh và người lao động Việt Nam ở nước ngoài, thì Vietnam Airlines cũng dành như toàn bộ miếng bánh vận tải hành khách này. Những hãng khác cũng có tham gia nhưng không đáng kể. Kẻ đóng góp vai trò chính vẫn là Vietnam Airlines. Vụ chuyến bay giải cứu đã quật ngã rất nhiều quan chức của Trung ương, trong đó có cả các ủy viên Bộ Chính trị, nhưng đã không lôi được bất kỳ một quan chức nào của hãng hàng không Việt Nam này ra trước pháp luật. Điều này khiến cho nhiều người đã đặt câu hỏi rằng ai đã đỡ đầu cho Vietnam Airlines mà từ quan chức cho đến nhân viên của họ vẫn bình an vô sự. Phải là nhân vật quyền lực rất lớn, lớn đến mức không ai dám động đến thì Vietnam Airlines mới nhởn nhơ đến như thế. Hãng hàng không Vietnam Airlines từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán của Thành phố Hồ Chí Minh dọa hủy niêm yết. Hồi tháng 10 năm 2021, Vietnam Airlines bị réo tên là doanh nghiệp còn nợ quá hạn tới 14.800 tỷ đồng. Sau đó một năm, hãng này lại bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu HVN, khiến cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán lo lắng. Tuy nhiên, làm gì có ai dám hủy niêm yết của một doanh nghiệp con cưng của Đảng như Vietnam Airlines? Và thực tế, hãng bay này vẫn không bị hủy niêm yết dù đang nợ như chúa trộm. Lúc đó, cổ phiếu của Vietnam Airlines đang nằm trong diện kiểm soát vì vốn chủ sở hữu âm tới 2.160 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022, đồng thời lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2 năm gần đây cũng là con số âm. Nếu nói EVN thua lỗ thì nhà nước ban cho chính sách để mà doanh nghiệp này chọc vòi vào túi toàn dân để hút máu bù lỗ thì Vietnam Airlines cũng được nhà nước ưu ái. Với tình hình kinh doanh bết bát, đội ngũ quản lý thì tồi, nhân viên thì lộng hành buôn bán hàng cấm, nhưng hãng bay này vẫn được Đảng làm lơ cho mọi sai phạm. Hãng bay này vẫn được người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt cho ký bản ghi nhớ khổng lồ với hãng Boeing. Làm ăn thì bết bát nhưng Vietnam Airlines vẫn được bảo kê làm những thương vụ rất lớn. Mô hình doanh nghiệp nhà nước là mô hình dung dưỡng cho thói làm ăn chây ỉ, ỉ lại. Vì giành miếng bánh kinh tế với toàn dân mà Đảng Cộng sản đã thiết lập sân chơi quá bất công như vậy.
sự đỡ đầu cho các doanh nghiệp nhà nước nói cho cùng cũng là moi tiền từ túi dân. Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp nhà nước là cửa để tuồn tiền vào túi các quan chức. Bên ngoài là làm ăn kiếm tiền cho ngân sách, nhưng thực tế doanh nghiệp quốc doanh chẳng đóng góp được cho ngân sách bao nhiêu. Ngược lại, họ lại hút máu ngân sách thông qua những dự án, những hợp đồng thua lỗ triền miên. Đồng tiền được phù phép theo cách này hay cách khác để mà chảy vào túi quan, và từ đó doanh nghiệp quốc doanh được bảo vệ, được duy trì, dù cho nó có làm ăn thua lỗ đến đâu chẳng nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ma túy nợ ngập đầu, Vietnam Airlines vẫn được tổng bảo kê làm thương vụ lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dùng tiền vẽ chất xám, VinFast lộ nguyên hình là Kỳ Lân giấy sẽ sớm cháy rụi. Chuyện VinFast thuê công ty Trung Quốc thiết kế xe rồi tung tin là sản phẩm được thiết kế tại châu Âu đã nổi lên trên trang mạng từ tháng trước, ngay trước ngày VinFast lên sàn tại thị trường chứng khoán Nasdaq. Và sau khi sự việc bại lộ, trang web của VinFast đã xóa thông tin về việc sản phẩm của họ được thiết kế bởi công ty châu Âu. Khi sự thật được đưa ra ánh sáng, có người đặt câu hỏi rằng VinFast đã trả cho công ty của Trung Quốc bao nhiêu tiền để công ty này thiết kế cho VinFast sản phẩm theo dạng chìa khóa trao tay. Át hẳn là con số hời thì VinFast mới có thể bỏ nhà thiết kế châu Âu để thuê nhà thiết kế Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội Reddit, người ta khui ra chi phí mà VinFast đã bỏ ra để mà thuê công ty Long Chuẩn thiết kế cho VinFast E34 và VinFast 5. Mới đây, trên trang mạng xã hội Reddit có tranh luận về chủ đề VinFast đã trả cho Long Chuẩn bao nhiêu tiền cho dịch vụ của họ. Câu trả lời là 133 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương 18 triệu đô la, là khoản tiền mà VinFast đã trả cho một công ty của Trung Quốc có tên là Long Chuẩn để nó có thể thiết kế ra mẫu xe VinFast E34 và VinFast 5. Đây là số tiền được cho là rẻ mạt khi nhiều người nghi ngờ về chất lượng sản phẩm này. Tiền nào của đó là quy luật muôn đời, giá rẻ thì không thể nào có được sản phẩm chất lượng. Tuy chi phí thiết kế thấp, nhưng VinFast là khách hàng lớn nhất của Long Chuẩn, chỉ chiếm tới 17% sản phẩm dịch vụ của hãng. Họ có tài liệu để chứng minh điều này. Chuyện một công ty đặt một doanh nghiệp khác làm những sản phẩm phụ trợ cho mình là không có gì mới. Các hãng xe ô tô, các hãng máy bay, v.v. đều đặt hàng các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, hãng sản xuất phải nắm công nghệ cốt lõi để làm ra sản phẩm. Các doanh nghiệp khác chỉ cung cấp những phụ kiện, linh kiện được thực hiện theo các tiêu chuẩn của hãng. Để có được công nghệ cốt lõi thì bản thân doanh nghiệp phải đầu tư mảng nghiên cứu và phát triển. Để có được sản phẩm đặc trưng của hãng thì không thể đặt hàng doanh nghiệp khác làm công việc nghiên cứu và phát triển. Bởi một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải là doanh nghiệp có chất xám thực sự, không phải là có chất xám theo kiểu bánh vẽ. Không có tiềm lực chất xám thì trước sau gì doanh nghiệp đó cũng lụi tàn mà thôi, vì họ không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp như vậy trên thương trường. Trang bìa bản báo cáo minh bạch của công ty Long Chuẩn. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí nghiên cứu và phát triển GDP của Việt Nam chỉ có 0,5%, trong khi đó mức trung bình của thế giới là 2,6%. Nghĩa là chi phí nghiên cứu và phát triển của Việt Nam kém rất xa mức trung bình của thế giới. Các doanh nghiệp có chi phí quảng cáo thường là những doanh nghiệp lớn hoặc những doanh nghiệp phát triển mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững. VinFast là doanh nghiệp lớn của Việt Nam mà không dám bỏ ra đồng nào cho phát triển sản phẩm cốt lõi, mà phải đi mua sản phẩm của nước ngoài toàn bộ, thì có thể nói tỷ lệ 0,5% GDP của Việt Nam là một con số ảo. Ông Phạm Nhật Vượng xây dựng VinFast rồi đưa nó lên sàn chứng khoán Nasdaq với hy vọng VinFast sẽ là một con kỳ lân công nghệ như bảo kỳ lân đã thành công trên trường quốc tế. Tuy nhiên, không một kỳ lân nào thành công mà bỏ qua mảng nghiên cứu và phát triển hoặc là xem nhẹ nó.
nếu VinFast không thay đổi từ lượng, tức là chỉ ồn ào trên báo chí nhà nước, sang chất thì VinFast cũng chỉ là con kỳ lân giấy mà thôi. Chỉ cần một mồi lửa thì kỳ lân giấy sẽ cháy như vàng mã cho người đã khuất mà người ta vẫn hay đốt. Bảng báo cáo minh bạch cho biết VinFast là khách hàng lớn nhất của Longchuong vào năm 2022. Giá trị cốt lõi của mọi công ty là chất xám. Cho dù là những doanh nghiệp vốn hóa ngàn tỷ đô la của Mỹ như Microsoft, Apple, Amazon v.v. thì tài sản quý nhất của họ vẫn là chất xám. Nếu doanh nghiệp nào không chịu thay đổi từ lượng sang chất mà mơ tưởng đến việc trở thành doanh nghiệp toàn cầu thì đấy chỉ là mơ mộng hão huyền. Chất xám phải là thật, không thể dùng tiền để mua sản phẩm chất xám của nơi khác rồi bảo đó là chất xám của mình. Làm như thế chỉ lừa được khách hàng trong thời gian ngắn hạn, còn về lâu về dài thì doanh nghiệp sẽ không thọ. VinFast sẽ sớm sụp nếu không chịu thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Dùng tiền vẽ chất xám, VinFast lộ nguyên hình là kỳ lân giấy sẽ sớm cháy rụi. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de